Kính thưa quý vị, và để pha chế cho Ái Phương một cái món thức bún đặc biệt trong ngày hôm nay thì Minh Tuấn và Ái Phương đang đứng cạnh kế bên barista Nhật Anh. Nhật Anh thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ pha chế cái thức uống gì cho cho Ái Phương này? Tụi em dựa trên nền cà phê Barcelona, cà hòa tan Barcelona thì em sẽ là sáng tạo nên món nụ hồng. Với sự là đam mê cà phê cũng như muốn tạo nên một cái nụ hồng mới để dành tặng cho tất cả những người phụ nữ. Thì cái Barcelona này nó có một cái ý nghĩa gì và bạn có thể giải thích được không? Cái đầu tiên là từ Barcelona. Barcelona thì trong tiếng Anh nó có thể là hiểu là đam mê, vậy đúng rồi. Và nó cũng là định nghĩa, nó có từ viết tắt của Barcelona là B-R-S-A. B có nghĩa là Barcelona là thăng hoa, thứ hai là S có nghĩa là success, là thành công. Và cuối cùng là cái đó là cái sự là khát vọng. Để pha chế cái món nụ hồng này thì mình cần có những cái nguyên liệu gì, Nhật Anh có thể chia sẻ cho mọi người được biết không? Sản phẩm cà phê nụ hồng này nó dựa trên là hai nguyên liệu chính, đó chính là mứt dâu của mình, thứ hai là cà phê Barcelona. Còn những cái trái dâu kia là để mình đề co anh. Dạ, là giống như mình sẽ xếp thành một hình cái hoa hồng ở trên để cho nó tăng sự bắt mắt và hấp dẫn. Nghe là hấp dẫn. Em cũng chia sẻ luôn cái sản phẩm này á, thì nó được bổ sung collagen nè, với lại artichoke, rồi sau đó hoa cúc, rồi lại đường kiêng nữa, cũng rất là tốt. Những thứ mà tốt cho nhan sắc không? Dạ, tốt cho nhan sắc đúng không? Dạ. Đầu tiên thì em sẽ pha cái Barcelona trước, sau đó mình sẽ để nguội qua một bên, sau đó mình sẽ thao tác những cái thứ khác. Đầu tiên là mình sẽ cho một gói. Dạ đúng rồi. Sau đó mình sẽ sử dụng là 40ml nước sôi, mình hòa tan cái hỗn hợp này. Bây giờ thì sau khi mình khuấy đều lên xong để cho cà phê tan hết thì mình có thể là cho vào cái để ở ngoài cho nó nguội anh. Còn nếu tốt nhất thì mình sẽ cho vào đá gì đó cho nó đồ nguội nó mau hơn. Em cũng muốn hỏi là thí dụ như là cái thức uống này thì cái sức hấp dẫn của nó thì mình biết rồi. Nhưng mà cái cách chế biến như thế này thì anh nghĩ là ở nhà giống như là những người mà không có thời gian thì có thể làm vẫn bảo đảm cái chất lượng như thế này hay không? Cái này thì nhờ anh nghĩ là cái gì là kỹ năng, nếu mình luyện tập nhiều thì mình sẽ giỏi thôi anh ạ. Tiếp theo mình sẽ là đông mứt dâu anh. Mình sẽ sử dụng khoảng là 30 mứt dâu mình sẽ cho vào ly. Không thôi mình sẽ đổ vào giữa để tránh cho nó lem hai cái tầng hai bên cạnh này nè. Sau đây thì mình sẽ tiếp cho cây khuấy và ống hút vào, sau đó mình cho tiếp đá vô. Rồi. Rồi anh Tuấn có thể pha khuấy giùm anh một tí xíu nữa cho nó quyện đi nha. Anh biết là màu đỏ là cái màu rất là đặc biệt, bởi vì khi mà nhìn vào màu đỏ tự nhiên là chúng ta sẽ thu hút sự chú ý ngay. Rồi chúng ta sẽ rót nhẹ nhàng để chủ yếu chúng ta tách tầng cái thức uống của mình thôi. Rất là đẹp. Tuấn thấy là Nhật Anh bỏ rất là ít đá. Món thức uống này mình chỉ cần bao nhiêu đá thôi đúng không? Dạ đúng rồi anh. Thông thường cái thức uống mình lúc nãy là mình đã làm lạnh nó rồi. Sau đó thì mình chỉ cần thêm ít đá rồi để chúng ta sẽ xịt kem để co thì nó sẽ thật thứ nó sẽ tốt hơn. Và cuối cùng là kem lên. Thông thường mình sẽ để cách cái miệng ly khoảng là 2cm. Rất là tỉ mỉ đó. Rất là tỉ mỉ. Chặn đúng 2cm mới được nha. Dạ. Rồi món thức uống của Phương thì cũng đã hoàn thành rất là đẹp luôn. Hấp dẫn quá. Rồi sản phẩm mình đến đây là cũng đã xong rồi. Bây giờ hai anh em mình sẽ là mời Phương thưởng thức nha anh Tuấn. Wow. Rồi với món này thì Phương có thể là mình thưởng thức dâu trước rồi sau đó mình có thể là thưởng thức tiếp kem. Dạ. Còn nếu không có thể mình khuấy đều lên mình thưởng thức cũng được. Rất là thơm, rất là nhẹ nhàng. Mà cái vị mứt dâu á, đúng như là anh nói là nó rất là nhẹ, nó lợ lợ vừa vừa thôi chứ nó không có ngọt gắt. Tại vì thường á là Ái Phương cứ hình dung là mứt dâu đã phải ngọt hơi gắt và hơi đặc. Thì bây giờ nó lại rất là nhẹ nhàng và có một cái chút cái đắng đắng thơm thơm và cái ngọt nhẹ của cà phê nữa. Thì nó hòa vào nhau. Thì nó vừa vào miệng là tan ngay luôn chứ không có quá gắt. Vâng, và xin đại diện cho con đường cà phê thì xin chúc cho bạn thứ nhất là sẽ xinh đẹp hơn, thứ hai là sẽ có nhiều kiên nhẫn để làm những cái món như thế này để thưởng thức hàng ngày. Chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy vô cùng thư giãn, thoải mái. Kế tiếp là Tuấn xin được cảm ơn Nhật Anh và chúc cho Nhật Anh sẽ có thật là nhiều những cái món mới và Tuấn mong chờ những món mới của bạn. Và để Ái Phương trở về nhà trọn vẹn hơn nữa, bây giờ thì bạn còn có quà nữa. Phụ nữ luôn luôn thích quà đúng không? Có quà đó hả? Đây, một món quà rất là lớn dành tặng cho bạn.
Kính thưa quý vị, chúng ta đã đồng hành cùng với lại Con Đường Cà Phê, cùng với những giờ phút qua đã có cơ hội trải nghiệm về cà phê bệt của Sài Gòn, đã có cơ hội tận hưởng một thức uống tuyệt vời như thế này, và sẽ còn rất nhiều điều thú vị nữa trên Con Đường Cà Phê. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cà phê để cuộc sống của chúng ta mỗi ngày sẽ càng tăng tính sáng tạo, cũng như là sẽ tăng hơn sự thành công. Đồng hành theo sự thành công đó chính là những ly cà phê rất tuyệt vời. Bây giờ thì Minh Tuấn, Ái Phương và Barista Nhật Anh xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.